Công an huyện Simacai vừa tổ chức vinh danh, trao thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cấp căn cước công dân. Là cơ quan thường trực đề án 06, Công an huyện thành lập các tổ căn cước công dân lưu động, đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người, đến tận nhà thu nhận thông tin đối với những người khuyết tật, ốm đau, không có khả năng đi lại, tạo điều kiện tốt nhất để những công dân đủ điều kiện được cấp căn cước theo quy định. Đến nay, Công an huyện Simacai thu nhận gần 25.900 trên 27.600 hồ sơ căn cước công dân gắn chip, tích hợp định danh điện tử công dân trên địa bàn đạt 93%. Trong dịp này đã có một tập thể 22 cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng.